Kênh Tin Nóng Đất Việt xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, được phục vụ quý vị hàng ngày là niềm hạnh phúc của chương trình. Chúc quý vị có một ngày làm việc hiệu quả và tràn đầy năng lượng. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chính ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Cựu Thứ trưởng Y tế Cao Minh Quang và những vụ án liên quan. Thưa quý vị, ngoài việc bị khởi tố liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long, cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang có dấu hiệu phạm tội trong việc cấp sổ đăng ký thuốc mang nhãn mác Health 2000. Liên quan đến vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long, Công ty Cửu Long và các đơn vị có liên quan, cơ quan điều tra Bộ Công an ngày hôm qua cho biết đã khởi tố ông Quang và hai người khác từng giữ chức vụ trưởng tại Bộ Y tế. Theo nguồn tin của báo chí, căn cứ vào tài liệu điều tra và lời khai của những người có liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có đủ cơ sở xác định một số người liên quan tại Bộ Y tế đã không thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ được giao trong việc ký kết thực hiện hợp đồng đặt hàng sản xuất thuốc Oseltamivir với Công ty Cửu Long, không kiểm tra làm rõ việc Công ty Cửu Long chưa trả nhà cung cấp nguyên liệu số tiền hơn 3,8 triệu USD để Công ty Cửu Long giữ lại, sử dụng hết số tiền được giảm giá mua nguyên liệu có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, không trả lại Bộ Y tế, gây thiệt hại tài sản nhà nước. Dấu hiệu phạm tội trong vụ VN Pharma. Liên quan đến cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang, tháng 11 năm 2021, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ buôn bán thuốc giả VN Pharma giai đoạn 2. Có 14 bị can bị truy tố về các tội danh buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đáng chú ý, kết luận điều tra bổ sung xác định cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang có dấu hiệu phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo kết luận điều tra, hồ sơ hai thuốc H2K Levofloxacin và H2K Ciprofloxacin tồn tại hai bản giấy chứng nhận lưu hành tự do, viết tắt là FSC, và giấy chứng nhận thực hành sản xuất tốt thuốc, viết tắt là GMP, photocopy công chứng được đưa vào trái quy định. Vì vậy, hồ sơ thuốc này không đủ điều kiện để được xét duyệt cấp số đăng ký theo quyết định 3121 và thông tư 22/2009 của Bộ Y tế quy định về đăng ký thuốc. Bị can Nguyễn Thị Thu Thủy, cựu Phó trưởng phòng quản lý giá thuốc, Cục Quản lý Dược đã tự ý thẩm định lại hồ sơ theo các giấy FSC, GMP, công chứng trên, đề xuất cấp số đăng ký không đúng quy định, trong khi tiểu ban pháp chế đã thẩm định đánh giá hồ sơ đăng ký không đạt yêu cầu. Trên biên bản thẩm định hai thuốc này thể hiện việc sửa chữa, tẩy xóa, thay đổi ý kiến thẩm định của nhóm chuyên gia tiểu ban pháp chế. Các ý kiến trong biên bản thẩm định không thống nhất giữa các chuyên gia trong tiểu ban pháp chế, kết luận điều tra nêu. Theo quy định quy chế 1753 xác định trách nhiệm chính phải kiểm tra, rà soát ý kiến đánh giá của tiểu ban thẩm định được phân công cho bà Phạm Hồng Châu, trưởng phòng đăng ký thuốc và ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược. Trách nhiệm đánh giá phần thẩm định của tiểu ban pháp chế được phân công cho ông Lê Viết Hùng, thành viên hội đồng xét duyệt. Tuy nhiên, căn cứ mục 1, mục 2, mục 3, quy chế 1753, ông Quang với vai trò là Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch hội đồng xét duyệt, trực tiếp chủ trì điều hành họp xét duyệt, có thẩm quyền và trách nhiệm xem xét biên bản thẩm định, ý kiến của chuyên gia và thành viên hội đồng xét duyệt để đưa ra quyết định cấp số đăng ký cho các thuốc, trong đó có hai thuốc H2K Levofloxacin và H2K Ciprofloxacin. Theo kết luận điều tra, quá trình xét duyệt, ông Quang đã thiếu trách nhiệm khi xem biên bản thẩm định, không yêu cầu chuyên gia thẩm định, thành viên hội đồng xét duyệt có trách nhiệm liên quan làm rõ mâu thuẫn trong ý kiến nhận xét của tiểu ban pháp chế, không yêu cầu nghiên cứu, xem xét lại hồ sơ khi biên bản thẩm định có dấu hiệu tẩy xóa, thay đổi ý kiến. Đồng thời, biên bản thẩm định hai thuốc trên không được gửi đến các thành viên hội đồng xét duyệt trước 5 ngày theo quy định tại quy chế 1753. Nhưng ông Quang vẫn đồng ý đưa ra họp hội đồng xét duyệt và quyết định cấp số đăng ký cho hai thuốc này. Theo cơ quan an ninh điều tra, việc ông Quang thiếu trách nhiệm trong việc xét duyệt, quyết định cấp số đăng ký hai thuốc H2K Levofloxacin và H2K Ciprofloxacin mang nhãn mác Health 2000, dẫn đến hậu quả hai thuốc này được VN Pharma sử dụng số đăng ký nhập khẩu thuốc vào Việt Nam, gây thiệt hại số tiền 50,6 tỷ đồng. Ông Cao Minh Quang có trách nhiệm trong việc ban hành các quy trình, quy chế về thẩm định cấp số đăng ký thuốc giai đoạn 2005-2010. Hành vi sai phạm của ông Quang có dấu hiệu phạm vào tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, kết luận điều tra nêu. Ngoài ra, việc ông Quang ký công văn về việc hướng dẫn nộp các giấy phép, giấy chứng nhận trong hồ sơ đăng ký thuốc nước ngoài, quy định các giấy phép FSC và GMP trong hồ sơ đăng ký thuốc không phải hợp pháp hóa lãnh sự, có dấu hiệu vi phạm quy định tại Pháp lệnh lãnh sự năm 1990 và Thông tư 01/1999 của Bộ Ngoại giao. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã lấy lời khai những người có liên quan, đồng thời có văn bản đề nghị Bộ Y tế làm rõ những dấu hiệu phạm tội của ông Quang. Trước đó ngày 15 tháng 12 năm 2021, ông Cao Minh Quang, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, nguyên Đảng ủy viên, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế bị cách tất cả các chức vụ trong Đảng. Ông Cao Minh Quang khi giữ các chức vụ Đảng ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế đã vi phạm các nguyên tắc của Đảng, quy chế làm việc của Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế, quy định những điều đảng viên không được làm. Lý do cựu Vụ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Nam Liên tiếp tục bị khởi tố. Thưa quý vị, trước khi bị khởi tố trong vụ án xảy ra tại Công ty Dược Cửu Long, cựu Vụ trưởng Kế hoạch Tài chính Bộ Y tế Nguyễn Nam Liên bị C03 Bộ Công an khởi tố để điều tra liên quan đến Công ty Việt Á. Ngày hôm qua, Trung tướng Tôn Sô, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an xác nhận ông Liên cùng ông Cao Minh Quang, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế, Dương Huy Liệu, cựu Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Y tế, bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cơ quan điều tra, các ông Quang, Liệu và Liên bị cáo buộc không kiểm tra, đánh giá việc thực hiện điều khoản đàm phán giảm giá mua nguyên liệu khi thanh lý hợp đồng đặt hàng sản xuất thuốc Oseltamivir với Công ty Dược Cửu Long. Sai phạm này khiến nhà chức trách không phát hiện ra việc Công ty Dược Cửu Long đã được giảm giá mua nguyên liệu số tiền 3,848 triệu USD để thu hồi về Bộ Y tế, gây thiệt hại cho tài sản nhà nước. Trong các bị can nêu trên, ông Nguyễn Nam Liên là bị can trong vụ án vi phạm về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Việt Á và các đơn vị địa phương liên quan. Theo đó, ngày 31 tháng 12 năm 2021, C03 Bộ Công an khởi tố ông Liên để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Kết quả điều tra xác định có dấu hiệu sai phạm trong việc quản lý, nghiên cứu, chuyển giao đề tài khoa học về sản phẩm kit test COVID-19 tại Bộ Khoa học và Công nghệ và trong việc cấp phép đăng ký lưu hành tạm thời, cấp phép đăng ký lưu hành chính thức sản phẩm kit test COVID-19, việc hiệp thương giá sản phẩm với Công ty Việt Á tại Bộ Y tế. Đến nay, ngoài bị can Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, C03 đã khởi tố 21 bị can, trong đó có các ông Nguyễn Minh Tuấn, nguyên Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế, Bộ Y tế, ông Trịnh Thanh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, các ngành Kinh tế Kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ, hàng loạt giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh Hải Dương, Nghệ An, Bình Dương, Bắc Giang bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra liên quan đến việc nâng khống giá kit test COVID-19 và tội nhận hối lộ. Kết quả điều tra đến nay xác định ông Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, đã bắt tay với các đối tác nâng khống giá kit xét nghiệm lên khoảng 45%. Số tiền Việt Á thu về trong vụ này là trên 500 tỷ đồng. Đáng chú ý, theo lời khai của bị can Việt, số tiền mà Tổng Giám đốc Việt Á đã chi hoa hồng cho các đối tác là gần 800 tỷ đồng. Trong một diễn biến liên quan, Cơ quan Điều tra Hình sự Bộ Công an ngày 8 tháng 3 cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Thượng tá Hồ Anh Sơn, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự, Học viện Quân y về tội tham ô tài sản và tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Đại tá Nguyễn Văn Hiệu, trưởng phòng trang bị vật tư Học viện Quân y về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Hai cán bộ của Học viện Quân y cũng bị điều tra liên quan những sai phạm của Công ty Việt Á. Sao Giám đốc Sở Lê Minh Tấn cũng lại được chia tiền hỗ trợ COVID-19? Thưa quý vị, chẳng hạn ca sĩ Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng hay Hoài Linh mà kêu gọi hỗ trợ được 461 triệu rồi, hỗ trợ lại cho chính mình 97,6 triệu, thì điều gì sẽ xảy ra? Phải giải thích ngay, con số 461 triệu đồng kia là số tiền mà Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh vận động được cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Còn 97,6 triệu là số mà các thành viên ban chỉ đạo vận động đó được hỗ trợ. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức có văn bản khẩn yêu cầu Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội Lê Minh Tấn khẩn trương công khai chủ trương, kết quả vận động và chi tiết việc sử dụng số tiền do các cá nhân và đơn vị trực thuộc Sở đã đóng góp, hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 vừa qua, đồng thời tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân liên quan trong việc chưa công khai, minh bạch về đối tượng nhận hỗ trợ, kết quả vận động và quá trình sử dụng số tiền hỗ trợ. Việc sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để tiếp nhận và chuyển tiền hỗ trợ do các đơn vị trực thuộc Sở Lao động Thương binh Xã hội đóng góp để thực hiện phòng chống dịch COVID-19 tại Sở. Thành phố cũng yêu cầu xem xét xử lý số tiền đã chi cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Sở. Số tiền đã chi cho Ban chỉ đạo đây là 97,6 triệu đồng. trong đó ông Lê Minh Tấn, giám đốc sở được hỗ trợ 4,6 triệu đồng. Theo báo cáo của sở, có 30 đơn vị có đóng góp quỹ COVID-19 của sở với tổng số tiền 461 triệu 207.600 đồng. 262 triệu 100.000 đồng trong số này đã được hỗ trợ qua hình thức chuyển khoản. Và nếu như lực lượng tuyến đầu với các y bác sĩ các bệnh viện Nhân Ái, bệnh viện 1A, cán bộ y tế Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh được hỗ trợ 125 triệu đồng thì các thành viên ban chỉ đạo của sở cũng đã nhận hỗ trợ tới 97 triệu 600.000 đồng. Tự mình lập quỹ, tự mình kêu gọi đóng góp, tự mình chi hỗ trợ, tự mình chia, rồi tự mình nhận với số tiền 97,6 triệu, tức là bằng gần 1/4 số tiền đã kêu gọi được. Nếu chẳng hạn ca sĩ Thủy Tiên hay Đàm Vĩnh Hưng hay Hoài Linh cũng làm thế, thì liệu điều gì sẽ xảy ra? Có thể các thành viên ban vận động, kể cả ông giám đốc sở nữa cũng là những người gặp khó khăn, cũng thuộc đối tượng hỗ trợ. Có thể việc chi hỗ trợ cũng đúng quy trình. Nhưng mà nói thế cũng không phải. Chính ông Lê Minh Tấn trước Hội đồng Nhân dân từng khẳng định, dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp gần 5 tháng qua, nhưng đến giờ này chưa có ai thiếu ăn, thiếu mặc và khốn khổ vì dịch. Dân người ta đang nói rồi đấy, chữ chi chỉ khác chữ chia một chữ A thôi. Nhưng nếu thật sự có sự chia chác từ những đồng hỗ trợ thì đúng là không thể chấp nhận được. Pha thủy điện xả lũ, dân có được bồi thường hay không? Thưa quý vị, thủy điện xả lũ gây thiệt hại cho dân thì phải bồi thường, còn chính quyền xử phạt về vi phạm hành chính là chuyện khác. Công ty trách nhiệm hữu hạn Gia Nghi có hành vi khai thác, sử dụng tài nguyên nước để phát điện tại công trình thủy điện Đắk Bô Nê 2AB, đóng tại xã Đắk Nê, huyện Con Rẫy, nhưng không có giấy phép theo quy định. Ông Lê Ngọc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum, ký quyết định xử phạt công ty trách nhiệm hữu hạn Gia Nghi 160 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Gia Nghi là chủ đầu tư công trình thủy điện Đắk Bô Nê 2AB, có quy mô công suất lắp máy 5,1 MW. Công ty trách nhiệm hữu hạn Gia Nghi bị phạt do đã có hành vi khai thác, sử dụng tài nguyên nước không phép, chuyện này đương nhiên. Nhưng xin hỏi, doanh nghiệp này từng xả lũ không đúng quy định, gây thiệt hại cho dân, nhưng tại sao đến nay chưa bồi thường? Cụ thể vào tháng 3 năm 2021, thủy điện Đắk Bô Nê 2AB xả lũ mà không thông báo. Vì quá bất ngờ nên người dân không kịp xử lý tình huống, khiến nhiều diện tích đất, hoa màu, cà phê, hồ tiêu của người dân đang vào vụ mùa thu hoạch bị ngập. Người dân kiến nghị lên Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiến nghị có biện pháp xử lý vi phạm đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Gia Nghi. Và quan trọng nhất là phải đền bù thiệt hại. Nhưng cho đến nay, người dân chưa nhận được đồng nào, cũng không thấy chính quyền giải quyết vụ việc. Không chỉ vụ này mà đã có nhiều vụ xả lũ khác. Người dân vùng hạ lưu chịu nhiều thiệt hại nhưng không ai có trách nhiệm bồi thường. Báo chí ngày 4 tháng 12 năm 2021 đăng bài, người dân Phú Yên phải được bồi thường thiệt hại do xả lũ. Phản ánh vụ xả lũ không thông báo khiến cho Phú Yên có 3 người chết, 6 người mất tích, hơn 50.000 căn nhà bị ngập, hơn 18.500 người phải sơ tán. Đến nay cũng im hơi lặng tiếng. Người dân thấp cổ bé họng chịu thiệt thòi, lại phải gom góp dựng lại nhà để ở, nuôi con gà, con lợn để sống, và cũng có thể bị một cơn lũ bất ngờ cuốn trôi đi rồi trở về làm lại, lặng lẽ chấp nhận nó như một quy trình đương nhiên trong quy trình xả lũ. Ai cũng làm đúng quy trình, chỉ có lũ gây thiệt hại cho dân là sai quy trình. Ai cũng nói làm đúng luật pháp, nhưng thiệt hại gây ra cho dân thì không ai chịu trách nhiệm bồi thường. Đó là một thứ quy trình không thể chấp nhận và phải bị nghiêm trị. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh lý giải nguyên nhân ép giá xe ở sân bay Tân Sơn Nhất. Thưa quý vị, lượng hành khách tăng đột biến, thiếu lái xe do ảnh hưởng dịch Covid-19 cùng những nguyên nhân chủ quan do việc kiểm tra, giám sát chưa quyết liệt đã dẫn đến tình trạng trèo kéo hành khách, ép giá đi xe tại sân bay Tân Sơn Nhất. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh nhận định như vậy trong báo cáo về công tác kiểm tra, xử lý các nội dung được báo chí phản ánh tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất trong thời gian qua. Theo Sở Giao thông Vận tải, ngoài những nguyên nhân chủ quan nói trên, còn có nguyên nhân do công tác dự báo sản lượng hành khách tại ga quốc nội chưa sát thực tế, việc phối hợp điều phối phương tiện phục vụ chưa kịp thời, việc kiểm tra và giám sát xử lý tình trạng trèo kéo, ép giá hành khách chưa quyết liệt. Đồng thời, một số trường hợp xảy ra trong tòa nhà của Công ty Cổ phần Đầu tư TCP chưa có sự phối hợp đồng bộ của Cảng vụ Hàng không miền Nam, Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất với đơn vị quản lý tòa nhà TCP để xử lý, chấn chỉnh kịp thời. Sở Giao thông Vận tải đề nghị Cảng vụ Hàng không miền Nam phối hợp chặt chẽ cùng các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý, giám sát, xử lý vi phạm tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, tổ chức giao thông đảm bảo trật tự, an toàn và giám sát, phát hiện xử lý các hành vi vi phạm trên địa bàn quận Tân Bình, nhất là trên các tuyến đường xung quanh khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Đồng thời giao Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng chủ động phối hợp Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, thống nhất bố trí vị trí xe buýt vào đón khách ở làn B tại ga Quốc Nội. Sở Giao thông Vận tải đề nghị các đơn vị kinh doanh taxi, xe hợp đồng, các hãng xe công nghệ chấp hành nghiêm các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh bằng ô tô, chủ động phối hợp với sân bay Tân Sơn Nhất có giải pháp điều phối, cam kết tăng cường lái xe, phương tiện đảm bảo phục vụ đối với trường hợp hành khách tăng đột biến so với dự kiến. Tiếp tục tạm giam 3 người ở Tịnh Thất Bồng Lai. Thưa quý vị, Công an tỉnh Long An tiếp tục áp dụng biện pháp tạm giam đối với 3 người ở Tịnh Thất Bồng Lai để làm rõ hàng loạt đơn tố giác của người dân về tội chiếm đoạt tài sản và loạn luân. Ngày hôm nay, đại diện Công an tỉnh Long An cho biết đã ra thông báo gia hạn tạm giam đối với Lê Thanh Hoàn Nguyên, 32 tuổi, Lê Thanh Nhất Nguyên, 31 tuổi và Lê Thanh Trùng Dương, 27 tuổi, cùng ngụ xã Hòa Khánh Tân, huyện Đức Hòa. Việc gia hạn tạm giam 3 bị can trên để đảm bảo tố tụng trong vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ, vi phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân, theo quy định tại Điều 331 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Thời gian gia hạn tạm giam đến ngày 4 tháng 4 năm 2022. Ngoài ra, việc gia hạn tạm giam để cơ quan điều tra làm rõ nhiều đơn tố cáo của người dân liên quan đến việc nhóm người ở Tịnh Thất Bồng Lai chiếm đoạt tài sản và loạn luân. Khi hết thời hạn tạm giam, cơ quan điều tra sẽ xem xét để gia hạn tiếp để điều tra hoặc tiến hành các biện pháp tố tụng khác. Đại diện Công an tỉnh Long An thông tin thêm. Theo Công an tỉnh Long An, thời gian gần đây, cơ quan điều tra nhận được rất nhiều đơn thư của các tổ chức cá nhân liên quan đến những sai phạm ở hộ của bà Cao Thị Cúc, 62 tuổi, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, nơi tự xưng là Tịnh Thất Bồng Lai hay Thiền Am bên bờ vũ trụ. Những phản ánh chủ yếu xoay quanh các hành vi có dấu hiệu trục lợi từ hình thức tu tại gia, nuôi trẻ mồ côi cơ nhỡ để kêu gọi từ thiện, trục lợi từ thiện, lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân và loạn luân. Trên cơ sở chứng cứ thu thập, ngày 5 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố với 4 bị can: Lê Tùng Vân, 90 tuổi, Lê Thanh Hoàn Nguyên, 32 tuổi, Lê Thanh Nhất Nguyên, 31 tuổi, Lê Thanh Trùng Dương, 27 tuổi, về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân. Ông Lê Tùng Vân được tại ngoại, 3 bị can còn lại bị Công an huyện Đức Hòa bắt tạm giam. Ngày 21 tháng 2, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đức Hòa đã có quyết định chuyển hồ sơ vụ án hình sự xảy ra tại Tịnh Thất Bồng Lai về Công an tỉnh để điều tra theo thẩm quyền từ ngày 21 tháng 2. Ngay sau đó, Công an tỉnh Long An đã tiếp nhận hồ sơ, chứng cứ và chuyển 3 bị can bị tạm giam về Công an tỉnh. Ngày 7 tháng 3, Cơ quan An ninh điều tra khám xét Tịnh Thất Bồng Lai lần 2, thu giữ thêm nhiều vật chứng để phục vụ công tác điều tra.